chào bạn, mình tên là Cao Thị Thuỳ Ngân, mình đang là sinh viên ngành kinh doanh quốc tế. Hiện tại mình đang là khảo sát cho môn học IBS 301. Mình xin bạn một ít thời gian để phỏng vấn cho môn học này nha. Ok. Đầu tiên thì chào bạn, bạn tên là gì? Bạn có thể giới thiệu ngành học cũng như là cái cao bao nhiêu không? Mình tên là Vũ Phương Thảo, hiện tại đang học ngành truyền thông đa phương tiện của trường FPT. Mình là cao 15. Câu hỏi đầu tiên là bạn mong muốn những gì ở ngành học của mình? Tại vì ban đầu thì mình hơi thích về những cái viết, viết lách, cho nên là chọn cái môn học này để giống như là cái ngành này để mình có thể viết content, và sau này thì mình cũng định hướng là sẽ theo content marketing. Ok. Câu thứ hai là tại sao bạn lại chọn ngành học này? Tại mình thấy là nó thú vị và nó có nhiều cái mà hợp với mình. Theo bạn là làm sao để có ngay được việc làm mong muốn sau khi tốt nghiệp? Mình nghĩ là chắc cần có kỹ năng tiếng Anh và có quen biết. Ok. Câu tiếp theo ha. Sau 5 năm tốt nghiệp, bạn mong muốn mình sẽ là người đóng vai trò như thế nào trong xã hội cũng như là có công việc như thế nào? Mình muốn có vị trí công việc là content marketing như mình nói. Sau đó thì mình cũng muốn làm những cái content mà giúp ích và giống như là giúp cho các bạn trẻ giống như hiểu bản thân mình hơn. Hiện ngoài giờ học trên lớp, bạn muốn có những hoạt động ngoại khóa nào? Mình muốn có những cái hoạt động về giao tiếp, đó là tiếng Anh. Bạn có thể cho mình biết loại hình hoạt động ngoại khóa nào mà bạn đang vô cùng mong muốn được tham gia mà vẫn chưa thấy ở trong trường học FPT không? Hoạt động ngoại khóa mình muốn tham gia mà chắc là về triết học. Cái này thì mình thấy có cô Thục có làm, nhưng mà nếu mà được thì nên phát triển thêm về cái này. Hiện bạn có là thành viên của câu lạc bộ BAC của FPT không? Lý do mà bạn chưa hoặc là không tham gia câu lạc bộ này là gì? Tại ban đầu thì cũng nhiều cái quá cho nên không có tìm hiểu về câu lạc bộ.